xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Bến Âu Xin của nhà văn Hồ Anh Thái. Mời các bạn cùng nghe. Cô đầu tiên xin cứ gọi là cô nhất. Mốt phim truyền hình Trung Quốc nhiều tập thì cả nhà gọi cô là Lâm Nhất 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 vừa mới đến một buổi sáng Đã nghe huỳnh huỳch bông bốt từ phòng ăn sang phòng khách Vợ và con cái anh tái xanh tái mét chảy dưới vào phòng ngủ Nhất theo vào ngay Miệng cười đắc thắng Tay giơ cao đuôi con chuột vừa bị cô đánh học máu ra đằng mõm chia cả răng Phải xua mãi Nhất mới chịu xa Lát sau nhắc thấy một con chuột chạy men theo chân tường. Cô lại đuổi nó tươi bời chạy ra khỏi bếp men theo lan can lên cầu thang. Lại bài cũ, cô rút phát cái xếp cầm tay ném một phát ăn ngay. Con chuột quay lơ ngất xỉu. Con thứ ba bị cô đá một phát, không còn biết trời đất gì nữa ở ngay trong phòng khách. Một buổi sáng đi tông ba mạng chuột rồi nhất vừa nấu cơm vừa kể ngày bé đi chăn trâu cô nổi tiếng là tay sát chuột hun được một ổ chuột đồng vơ một ít rơm xả cỏ khô nổi lửa lên là được bữa thơm lừng ấm bụng nhưng đây là chuột thành phố chuột thành phố độc hại không ăn được một ổ dịch hạch đấy cô sành sẽ thế đến được vài ngày cô dặn cả nhà hễ bạn cô gọi đến thì phải nói đây là xí nghiệp bánh kẹo Hà Nội. Cô đã nói với mọi người rằng lên Hà Nội làm công nhân. Một hôm đi chợ, cô gặp một con bé người làng mang gà lên bán, đang tỉ tê trò chuyện với mấy bà hàng ngày vẫn bán rau cho cô. Cô bảo, mày về làng mà nói thấy tao đi chợ thế này, tao cấu đầu rút ruột mày rồi vứt vào nồi canh đấy báu bờ gì cái nghề đi ở. Bà nội cô ngày trước cũng ở cho nhà anh, lúc bà bằng tuổi cô bây giờ. Làm quản gia tay hòm chìa khóa, được tin cần như người nhà. Toàn quốc kháng chiến, ông bà cha mẹ anh đưa nhau ra vùng Việt Bắc kháng chiến. Còn một hộp đồ nữ trang và những đồ quý sót lại trong nhà. Bà cho vào thúng gánh về quê về sau hòa bình, bà gánh lên hoàn trù, không suy xuyển mảy may. Nhất kể lại, kể xong cô Bình cũng là một thứ trung thành theo kiểu nô bọc nô tài. Hôm khác lại bảo cách mạng đưa bà cháu từ thân phận thằng ở con sen lên địa vị làm chủ. Có thời bà cháu còn làm đội trường đội sản xuất nữa. Thế mà hôm cháu đi, bà lại mừng ra đây có cô chú chăm nom bà cháu yên tâm lắm chứ ở nhà làm cái mảnh ruộng bằng viên gạch ấy lấy gì mà đút vào mồm tình nghĩa cũ hai nhà anh chị định nuôi nhất dăm ba năm rồi cho cô đi học may có cái nghề mà lấy chồng làm ô xin mới được vài tháng cô đòi đổi ngược quy trình học may trước vừa học vừa làm thế là học may về nhà trải báo cũ ra đo đo cắt cắt nhưng không quên nấu nướng bảo rau gì nấu với thịt gì cá gì cho gia vị gì rau thơm gì cô tiếp thu nhanh làm đúng ngay không lẫn tuy nhiên thỉnh thoảng cô lại chế tác ra những món cải tiếng làm phở đã rất ổn cô lại còn cho thêm những viên mọc vào anh đi nhìn ngó thì hóa ra không phải một mình cô nghĩ ra. Các cô ô xin đã cho gần hết cả Hà Nội ăn phở mọc. Rau sống cô mua về, rau muống chè làm món chính thì ít, rau thơm là món ăn hương ăn hoa thì lại thành món chính, ăn cả cây. Lại đi nhìn ngó, thì hóa ra cả Hà Nội thanh lịch bây giờ ăn cả cây rau húng rau kinh giới um tùm sum xuê. Ẩm thực ô xin thịt vịt thịt ngan cưỡi hẳn lên đám rỗ đám cưới. Tự chế mãi, một hôm, nhất xoay ra bảo, cô chú mua cho cháu quyền sách dạy nấu đặc sản, cháu làm đặc sản cho cả nhà ăn. Sách mua về cho thực hành, vợ anh khen. Con bé này, nay mai về quê lấy chồng, không muốn làm ruộng, mở quán cơm bụi đắt hàng đấy nhất bảo cháu xin thưa lại hai điều một những đứa như cháu đổi đời ra phố rồi đố mà quay về quê được hai mở hàng cơm củi lửa dầu mỡ nhem nhuốc không sang vợ anh hỏi thế nào là sang nhất chỉ tay lên bức tranh phiên chợ treo ở phòng khách sang là như cô tiểu thư kia kìa một bức danh họa châu âu một cô gái áo váy tươm tất, mái tóc rẽ đôi còn in đường lược. Hai tay nâng cái khay trên một cốc nước không hề sóng sánh, chân thì đang khoan thai bước đi. Nhất gọi cô gái trong tranh là cô tiểu thư. Nhất học hết lớp dạy cắt may, thực hành hết quyển sách dạy nấu ăn. Một hôm, cô xin phép ra đi. Người ta nhận cô vào một xí nghiệp may mặc liên xoanh mấy chị em công nhân thuê chung một chỗ ở. Vợ anh tiếc con bé nấu ăn ngon, tiếc cái công đào tạo. Anh bảo tiếc gì, nó như là con cháu trong nhà. Hôm cô đi, cô còn rút dép đập chết được một con chuột nữa. Cô thứ hai cứ coi như tên nhị, khuất nhị nhị. Theo một phim truyền hình Trung Quốc nhiều tập, bốn cô lần lượt đến đỗ tạm bợ và cái bến ô xin này đã và sẽ là Lâm Nhất Nhất, Khuất Nhị Nhị, Lý Tam Tam, Đàm Tứ Tứ. Có thể sẽ có một cô thập thò ngấp ngé ở cuối chuyện mang tên Ngũ Nương Nương. Cô Nhị, tiếng Việt nhằng nhịt đại từ nhân xưng phân cấp ngôi thứ thì phải gọi bằng chị, chị Nhị, sấp xì tứ tuần. Ở quê mấp mé đã lên bà ngoại. Chồng chết, ba đứa con gửi lại nhà mình. Nhị đi ở nhà người. Kêu chị nấu canh nhạt. Hôm sau nồi canh mặn chát muối iốt cho cả nhà phát triển trí tuệ. Kêu mặn thì hôm sau chị lại cho ăn nhạt trở lại. Cứ như thế cho đến khi cả nhà đều biết sợ không kêu nữa. Khen nồi canh cua rau rút khoai sọ ngon. Ngon nè. À. Nhị cho ăn canh cua khoai sọ ba ngày liền. Đến mức con bé nhìn thấy khoai sọ thì bảo là khoai đầu lâu. Nhị mê mẩn những bộ váy áo của vợ anh. Con bé đi học về sớm, thấy nhị mở nhạc Thái Lan tưng bừng rậm rật, khoát lên người xăm ba bộ cánh của vợ anh. Giày cao gót cũng của vợ anh, đi một vòng lại kéo vạt áo một cái, nghiêng mình như người mẫu trên sàn diễn. Đi qua một vòng, nhị cởi một bộ chút xuống dưới chân đi lại một phòng, nhị lại cởi bộ nữa. Dăm ba lần cởi như lột vỏ hành. Sắp sửa lột đến phần áo tắm thì con bé về. Nhị nhìn thấy bộ sống áo xóa sợi trên nền nhà thở dài với con bé. Thật là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Lần sau không phải con gái mà anh bắt gặp. Nhị mặc cái áo ngủ màu kem của vợ anh nằm trên giường ngủ của vợ anh em chờ anh đấy anh xem bộ này em mặc dứt khoát là đẹp hơn cảnh sát mặc váy của anh anh lờ đi như không nghe thấy gì bỏ ra ngoài hôm sau anh khen nhà cửa dọn dẹp trang hoàng đẹp mắt nhị lúng liếng đưa cặp mắt em làm được như thế là nhờ có tình yêu đấy anh phải bảo vợ gặp nói chuyện riêng với nhị vâng em cũng định nói chuyện riêng với chị từ lâu rồi chị cầm tù anh ấy làm gì chị hãy buông tha cho anh ấy cô đã xem cho em rất kỹ cô bói bài tây ấy cô giúp em viết sớ gieo quả cô xem tay cho em xem tướng mặt Mạch cả mắt em ra mà xem cô bảo chỉ cần em kiên trì thì muốn gì được nấy bây giờ thì em chỉ muốn anh ấy thôi cô điên à chị đừng hét lên như thế em còn có thể hét to hơn chị nhiều đấy hai vợ chồng bảo cho nhị nghỉ chờ thêm vài ngày nữa để tìm một con bé khác nhưng ngay ngày hôm sau nhị chủ động bảo cho em thôi việc em sang làm cho nhà bác nhỡ đối diện nhà mình em sẽ ở đó chờ cho tới ngày anh được chị tha bổng chờ bao nhiêu lâu thì em cũng chờ từ hôm đó hãy anh chị chờ nhau trên cùng một xe Lại thấy ánh mắt hàng phố thương cảm một cặp vợ chồng cầm tù lẫn nhau mà không buông được nhau xa Thời gian ở với anh chị Nhị đã kịp lân la truyền tin trong mạng lưới ô xin khắp dãy phố Mạng lưới ô xin truyền sang mạng lưới các bà nội trợ các ông về hưu Truyền vào những bữa cơm gia đình đủ mặt mọi thế hệ rút kinh nghiệm không đến trung tâm dịch vụ làm việc tìm người nhiều tuổi nữa Cứ trẻ con mà hay Cháu của người quen của bạn Họ về quê bắt một sâu ba bốn đứa Chia cho mỗi nhà một đứa Lý Tam Tam không còn là trẻ con nữa 17 tuổi rồi Ở quê cũng là tuổi đã cuống lên đua đòi chúng bạn lấy chồng buổi tối ăn uống sửa bát đũa xong không thấy tam tam đâu vợ anh cuống quyết lên sợ nó lạ nước lạ cái lại bị mẹ mìn bắt sang trung quốc tất cả đi tìm thì thấy đang đứng nói chuyện với mấy chú thợ ở căn nhà đang xây sai trứng cá gái má hồng mồm miệng tung hướng đối đáp mắt đung đưa ngồi xem phim truyền hình nhiều tập, hễ thấy trai gái cầm tay kề vai áp má, làm mắt nhìn đắm đuối, mồm suýt xoa như ăn me ăn xấu. Mê sai biểu hiện ra tính lúng lẫn, không tập trung được vào một việc gì, để cháy nồi cá, vặn nhầm nút điều chỉnh, làm cháy cái nồi cơm điện gần 2 triệu bạc. Bảo đi mua thịt thì mua ốc, bảo chạy ra mua gừng luộc ốc thì mua riềng. Nhà cửa cứ lộn xộn rối tinh cả lên vì cái quên quên nhớ nhớ của Tam. Ngày thường đã thế, chủ nhật đòi cho cháu đi thăm người cùng quê, chủ nhật nào cũng đòi đi, hôm nào không đi được thì ngồi khóc. "Trời ơi, sao mà cháu khổ thế này, người ta được đi học đi chơi, cháu phải đi làm con ở." Một hôm, Tam Tam lại hờ khóc ai oán, chắc là lại không được đi chơi anh hỏi vợ Chị bảo Trời cho lắm bây giờ ngồi khóc Cái bụng lùm lùm kia gần 4 tháng rồi Hỏi của đứa nào thì nhất định không nói Khó xử quá Nhỡ mà hàng xóm biết một mất 10 ngờ Anh vẫn được tiếng là đẹp trai nhất nhà Còn lại trong nhà tất cả đều là nữ Vợ, con gái, mẹ già thỉnh thoảng đến chơi Gia súc cũng đều là giống cái Một con chó, một con mèo gọi cho bố tam ở quê xa bố nó no bảo bác đi với em nói chuyện với thằng thợ xây ấy thế bây giờ mày tính thế nào chả thế nào cả mê sai cho lắm thì nó chết mày chài nó thì mày phải giải quyết chứ chả biết là ai chài ai thế chúng mày không định lấy nhau à Lấy nhau à tôi ở trong cái nhà đang xây giờ với một lũ đàn ông thế này, lấy là lấy thế nào? Thế mày không sợ tao kiện à? Nó là con gái vị thành niên. Tôi cũng vị thành niên đây, còn lâu mới đủ 18 tuổi, tôi cũng đi kiện. Một thằng trong đám thợ xây hát đế bài cha cha cha. Buông tôi ra vì tôi đã già rồi, tôi không buông vì tôi cũng già bằng bà. Bố con khăn gói về quê, Tam mếu máu van nài vợ anh. Cô xin bố cháu cho cháu ở lại. Về quê đi qua sông bố cháu dìm cháu chết. Con sông ấy nhiều người dìm chết nhau lắm rồi. Con thuyền đi được chứ cái bến không đi được. Có thuyền nào lại tính chuyện ăn đời ở kiếp trung thành với bến nào? Theo thứ tự thì bây giờ là đàm tứ tứ. Không đàn đúng, không thành ra là lèn ra khỏi nhà không mấy khi mở mồm, có lẽ vì giọng nó nặng quá lại khuê như giọng bà già. Mặt trắng bệch, mắt mờ xương đơ đơ man man. Bê bát canh từ bếp vào phòng ăn bao giờ cũng bê nghiêng, té xuống đất nửa bát. Nhìn thế biết thần kinh của nó có vấn đề. Vợ anh đã bắt đầu chán cái việc làm thầy ô xin. Cô nào cũng bảo ban cẩn thận việc nữ công gia tránh vừa mới hơi tiến bộ thì ra đi chán chà buồn nói mặc kệ tứ tứ muốn làm gì thì làm thế là ai cũng sợ ăn cơm nhà công dung ngôn hạnh phải xen phải học nữ công sai tránh phải học ẩm thực không biết ăn thì làm sao biết nghề giúp việc châu âu có hàng trăm năm truyền thống nghề giúp việc ở đây có tới nửa thế kỷ đứt đoạn vào bữa tứ ngồi gắp thức ăn như xả vờ gầy gầy gót gót sơ xài một bát đứng dậy cứ sợ nó ăn ít không làm được. Nhưng cơm nguội bữa trưa thừa trong nồi đến bữa tối thì chẳng thấy đâu. Nồi thịt đủ ăn ba bữa, mới ăn bữa trưa bữa tối đã không còn. Mua một bát tàu phớ bê vào, phải hút một hơi làm phép mà quên mất, vệt tàu phớ trắng lem nhem quanh mép. Càng thế ngồi vào bàn ăn lại càng không thể muốn ăn. Dần dần bắt đầu nhận ra đồ đạc trong nhà hao hụt lạ lùng mất lọ nước hoa, thỏi son, cái gương cái lược. Ba chục cái bát xứ Nhật mua được vài tháng, chỉ còn mười hai cái. Mùa đông đến lôi quần áo xét ra mặc thì thiếu hết cả quần cha áo mẹ váy con. Có hôm thấy cả một quận tiền giấu dưới gầm tủ lạnh. Hỏi, tức trả lời tiền ấy của người cùng quê hôm qua gửi mua thuốc. May mà có cô nhất đến chơi, cô bây giờ đã ra dáng cô thợ may, áo váy đã biết chọn kiểu dáng biết chọn màu. Vợ anh than thở mất đồ, nhất nói để cháu bảo nó. Cô rút cái xét đi trong nhà ra cầm tay, đào mắt nghiêng tai ngay ngóng. Thình lình cô trồm tới cúi người đập đánh chát. Mày chết này! Chết thật! Một con chuột quay lơ trên cầu thang. Nhất quay quát tứ, nhặt con chuột lên tứ loay hoay định tìm một tờ báo lót tay nhất quát nhặt bằng tay ý đừng có học đòi tiểu thư tứ hoảng quá vội dùng tay xách đuôi con chuột lên nhất lấy một cái đĩa sạch đặt lên mặt bàn hất hàm bảo bỏ nó vào đĩa hai cô ngồi đối diện nhau giữa là con chuột chết trên một cái đĩa mà cũng chưa chết hẳn cứ một lát nó lại co rúm hai chân trước cái bụng rụng lông run bần bật nhất quát Bây giờ mày khai hết tao nghe. Nhất bắt nó, hai tay cầm cái đĩa con chuột chết mà xưng tội. Tứ ông ọc nôn thốc nôn tháo, tồng tập khai bằng hết. Quần bò áo len áo da cho hết vào túi ni lông. Sáu giờ chiều xách ra cùng với túi xác. Túi xác bỏ vào thùng xác, túi đồ thì gửi con bé ô xin nhà bên. Vài bữa đóng khói một lần xa bưu điện gửi về quê, thìa đĩa bát mang ra chợ bán lẻ. Sự thành khẩn quá mức có khi gây xúc động. Nhất giật cái đĩa con chuột chết từ tay tứ đem đồ và sọt xác. Mày ngu lắm, giờ trò gian dối với người cho mày nương tựa. Mày thích ở đây nhà cao cửa rộng, mưa không tới mặt nắng không tới đầu, ăn trắng mặt trơn hay là thích về quê mò cua bắt ốc cấy một xào lúa mỗi năm chỉ đủ gạo ăn ba tháng hả? nhất đổi giọng dạy dỗ. Đừng tưởng người thành phố tiền bạc vứt đầy mặt bàn, quần áo len trà tù là người ta hớ hênh nhá. Bẫy cả đấy, người ta để đấy mời mọc, thử xem mình thật thà đến mức nào. Thật ra, người ta tính đến cả rồi. Dạy dỗ chán nhất hạ giọng thân tình. Thôi, vấp ngã thì đứng dậy. Bà nội chị bảo, đói thì khó sạch rách thì khó thơm cho nên ngày xưa các cụ mới dạy đói cho sạch rách cho thơm giấy sách thì phải giữ lấy lề phải đang hoang để người thành phố người ta không coi thường mình thiết dụ vào bữa thì đừng có hùng hục vụt mặt vào mà ăn ra vẻ khảnh ăn càng tốt vắng mặt người ta thì tha hồ mày ăn nếm ăn thêm nếm lúc nấu và thêm sau bữa chính lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt. Dạy xong được con tứ, nhất sang cười đắc thắng với vợ chồng anh. Khen cô dạo này nhanh nhẹn hoạt bát. Cô bảo cháu bị đuổi khỏi xí nghiệp may mặc liên doanh rồi. Ông chủ ngoại quốc bắt công nhân làm 12 tiếng không cho nghỉ thứ bảy chủ nhật. Bắt công nhân xếp hàng giữa nắng chào vợ ông ấy, dàn hàng ngang như đội danh sự, chào nguyên thủ quốc gia, mụ này hàng ngày đến nhà máy ăn trưa với ông chủ vào lúc chính ngọ cháu vẽ tranh biếm họa dán báo tường nhà máy thế là cháu bị đuổi nhất giờ cái túi du lịch cô mang theo đem khoe mấy tập giấy mỗi tập gói trong một cái túi ni lông như khói tiền vàng mã đây là tranh biếm họa photocopy thành nhiều bản đây là quần áo và đồ dùng của cháu cô chú cho cháu gửi nhờ để cháu đi ít hôm cháu đã xin được sang một công ty tư nhân rồi rồi cháu sẽ quay lại thanh toán lão chủ ngoại quốc Vợ anh đùa bảo Nhất cho con tứ đi theo kiếm việc làm đi Nhất lắc đầu Con này cháu dạy là dạy thế thôi Nó còn u mê chán Vợ anh khen cô sinh xa Nhất bảo Chưa sinh đâu Bao giờ cháu phải được như cô tiểu thư kia kìa Tay chỉ vào bức tranh cô gái ở trên tường cô đi rồi Anh không kịp nói cho cô biết Đấy không phải là cô tiểu thư Đấy là bức tranh cô đầy tớ Chân cô đang bước đi Mà cái khay trên tay có một cốc nước không hề trao nghiêng Điều đó chứng tỏ cô thạo việc Ngôn ngữ ngành nay gọi là giỏi chuyên môn Trang phục tươm tất Mái tóc còn in đường lược Điều đó chứng tỏ cô có ý thức tự trọng và biết giữ uy tín nghề nghiệp. Một cô đầy tớ thế kỷ 19 bên châu Âu không phải là cô tiểu thư. giọng đọc Vân Anh vừa gửi tới các bạn chuyện ngắn Bến ô xin của nhà văn Hồ Anh Thái. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên văn nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, bộ típ quan hệ chủ tớ trong văn học không phải là điều gì quá xa lạ. Từ những chuyện cười dân gian đến chiếu trèo sân đình, người ta đã quá quen với hình ảnh của mấy anh đầy tớ lẽo đẽo cắp cháp theo hầu ông nọ bà kia tuy vậy, hẳn phải đến thời buổi kinh tế thị trường khi người ta du nhập hẳn cái tên Osin từ Nhật để gọi người giúp việc nhân vật văn học này mới bất ngờ tỏa sáng trở thành trung tâm của nhiều chuyện ngắn như chuyện biến Osin mà các bạn vừa nghe dĩ nhiên quan hệ chủ tớ ngày nay dân chủ bình đẳng hơn rất nhiều và sự phức tạp trồng chéo của đời sống hiện đại cũng theo một ngàn lẻ một chuyện hỉ nộ ái ố mà chỉ nhà có ô xin mới biết chỉ người thuê ô xin mới hay bằng văn phong sắc sảo hóm hình nhà văn hồ anh thái đã khắc họa thành công bốn gương mặt người giúp việc cô nhất cô nhị cô tam cô tứ mỗi cô một vẻ người hoạt bát kẻ chậm chạp người thẳng ngay kẻ gian dối muôn vẻ ô xin cũng từ đó mà hiện ra, kéo theo cả hơi thở của đời sống hiện đại với đủ những bộn bề lo toan. Những câu chuyện thật như bịa và bịa như thật được truyền tai trong giới ô xin từ nhà này qua nhà khác, từ phố này sang phố khác. Các nhân vật sống động đến nỗi chắc nhiều quý thính giả nghe xong chuyện ngắn này phải tự hỏi. Cô ô xin nhà mình chính là cô Lâm Nhất Nhất hay là cô Khuất Nhị Nhị Trăng? trong bến ô giọng điệu hài hước diễu nhại của nhà văn tiếp tục trở thành chủ âm của dàn hợp sướng các giọng điệu một kiểu vui đùa pha trò cười cợt và châm biếm nhẹ nhàng chừng mực một hiện tượng đời sống chuyện về các cô ô xin có thể là chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng sau đó người ta nhận thấy cả sự nhốn nháo bề bộn của xã hội sự đảo chiều trong mối quan hệ chủ tớ trong bến ô -xin cũng tạo ra một tiếng cười trào phúng thời này chủ tớ không biết ai khổ hơn ai điểm thú vị tiếp theo là suốt câu chuyện hài hước có nhiều kịch tính người đọc nhận thấy mấy cô giúp việc của bến ô -xin chẳng có cô nào đáng ghét dẫu nhị nhị toan tính quyến rũ ông chủ hay tứ tứ có thói trộm cắp vặt ở họ vẫn có nét gì đó đáng thương hơn là đáng giận. Giấc mơ đổi đời mong muốn hạnh phúc của họ là đáng trân trọng như bất kỳ ai, dù cách thức để biến điều đó thành sự thật không phải luôn luôn chính đáng. Cách nhìn của người viết cũng phần nào khiến độc giả tiếp nhận những chuyện giờ khóc giờ cười của bến ô xin một cách nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng người ta nhìn nhận mọi điều ở buổi ban đầu vẫn còn nhiều ngổn ngang giang dở nhưng rồi đây tất cả sẽ tốt đẹp và hoàn thiện các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn từ trước của tác giả đinh văn y mời các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Hùng Sơn. Tin ông Huỳnh xin từ chức, làm cho cả làng ngơ ngác. Các hãng vô tuyến chuyển miệng đưa ra nhiều giả thiết, nhưng xem ra đều không có sức thuyết phục. Làng tôi mấy năm nay khôi phục lại nét văn hóa cổ Gia đình nào có cụ ông cụ bà song toàn trên 70 tuổi tính từ cao xuống Con cháu hạnh phúc thành đạt ba đời trong sạch Sẽ được làng bầu chức thủ chỉ Chức này không quyền không lợi chỉ có lộc Đó là mâm cỗ cúng thành hoàng làng Phía gia đình cũng sắp mâm lễ tạ tại làng Tính già không khéo bị lỗ Vậy mà chức thủ chỉ luôn là niềm mong ước của mỗi gia đình và các dòng họ lễ con sôi gà, chai rượu, cơi trầu và mâm ngũ quả. Ngần ấy thứ mà vợ chồng anh con trai trưởng dậm dịch mua bán bao nhiêu ngày nay. Bởi theo lời cụ dặn, sôi và rượu phải tự tay nấu bằng gạo nếp cái hoa vàng. Gà phải là gà trống trên hai cân, lông màu đỏ, mau cờ, chưa biết đạp mái. Mầm ngũ quả phải tìm mua ở các vườn cây trong làng. Quả chín tới màu sắc tươi ngon đẹp mắt cái thời còn ở lính đi đâu ở đâu anh cũng tự hào khoe về quê hương mình rằng tỉnh bắc ninh của anh nổi tiếng một đống ông nghè một bè ông cống mỗi tết đất mang đậm nền văn hóa đạo phật nho giáo mỗi làn gió cũng mang điệu dân ca huyện gia bình của anh nằm dọc bên bờ nam sông đuống san sát những đền đài và di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng. Anh hãnh diện về làng cao trụ của anh, nằm sát ngay bên bờ lục đầu giang, nơi có sáu con sông, được ví như sáu con rồng Châu đầu vào nhau. Ngôi đình cổ to nhất vùng còn sót lại vẫn nguyên vẹn. Nơi đây, thờ ba vị tướng quốc thể lý là ba anh em ruột người làng cao trụ sinh ra, được tôn là Thành Hoàng. Tương truyền, Ngày xưa, có một gia đình thương gia, đang ngoài 40 tuổi, vẫn chưa có lấy một mụn con cái. Một đêm, hai người đi ngang qua bãi cát ven bờ lục đầu giang, trông thấy ba quả trứng lạ, bèn nhặt đem về. Tối ấy, người vợ nằm mơ, thấy sao trên trời, rơi vào bụng. Quả nhiên, sau thụ thai, sinh ra được ba cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Chúng lớn nhanh khác lạ, thông minh, học giỏi, võ nghệ tinh thông gặp buổi giặc chiêm thành xâm lược bờ cõi nước ta ba anh em sung phong lên đường dẹp giặc giặc tan được vua ban thưởng chức tước ít lâu sau giặc quay lại xâm lược nước ta một lần nữa ba anh em được vua giao cho thống lĩnh ba đạo quân kỵ binh bộ binh và thủy binh đi giết giặc đất nước thái bình họ lại trở về rồi cùng hóa thân tại giếng làng đến nay giếng ba ngôi mộ ba nhà nghề cùng với 12 hai sắc phong của các triều đại vẫn còn đủ cả. Hàng năm vào những ngày từ 12 hai tới dằm tháng riêng, làng vào đám mở hội rước ba vị thánh từ nghề về đình. Trai tân gái tân mới được khinh kiệu cầm cờ. Các cụ ông cụ bà trai đinh trong làng mặc xiêm y cổ trông như các quan văn võ công chúa trong triều đình xưa. Đám rước người đông kéo dài hàng trăm mét cờ quạt võng lọng trang hoàng rực rỡ tiếng trống chiêng tiếng hô tiếng cười vang vọng cả một vùng hội có vật đánh phết cầu thùm cây đua để ôn lại ba đạo quân thủy binh kỵ binh và bộ binh ba ngày hội theo lệ cổ vẫn duy trì cho đến tận bây giờ khi mới được bầu cô huỳnh khắp khởi mừng thầm năm nay họ hàng nhà cụ sẽ được hưởng lộc thánh một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần. May ra, con cháu cụ từ nay mới có cơ đỗ đạt, Mờ may mờ mặt, đi đây đi đó, thoát ra khỏi cổng làng. Các dòng họ trong làng đỗ đại học mỗi năm một nhiều. Nghĩ mà thẹp. Mới vừa năm ngoái thôi, cả nước có 30 thủ khoa đại học, thế mà làng cụ chiếm hai Mày khiếp chứ. Chứng tỏ, vị thế thánh làng cụ đang vượng khí lắm cụ thầm mơ đến ngày bưng mâm lễ thánh về mời cả họ. Từ cụ già tới em nhỏ còn ấm ngừa. Mỗi người một nắm xôi, miếng thịt, gọi là chút lộc thánh. Từ nay con cháu dòng họ nhà cụ mới có cơ may đỗ đạt, thoát ra khỏi cổng làng mà thăng quan tiến chức. Đến hôm nay thì tất cả đã tiêu tan. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Đâu phải riêng làng cao trụ, mà cả vùng mất mùa mấy năm liền. Năm ấy, gặt mùa xong, hầu như nhà nào cũng hết thóc ăn. Mọi người phải tự xoay xòa để chống đói tới vụ chiêm sang năm. Cái khó ló cái khôn, họ đổ xô đi mua chăn màn, mắm muối, chậu thau chén, bát. Tất cả các loại hàng hóa mang lên miền núi đổi lấy sắn khoai về làm lương thực. Nồi cơm nhà nào mở vung ra, cũng chỉ toàn khoai sắn, nhìn kỹ mới thấy hột cơm anh Huỳnh rời quân ngũ được mấy năm vẫn còn quen mặc đồ lính. Hôm ấy không biết ra cổng gặp gái hay bước chân trái, mà gánh hàng vào đâu, họ cũng bảo vừa có người đổi rồi. Đến nửa chiều, ngày tháng 10 chưa cười đã tối, anh phải tính đến chuyện ngủ trọ qua đêm. Vào họ nhà nào cũng bị họ từ chối. Có một người nhìn anh chăm chú từ đầu đến chân rồi sờ lời giới thiệu. Nếu anh là bộ đội thì xuống nông trường chè của đơn vị thanh niên sung phong. Ở đấy có nhà khách rộng rãi thoải mái. Như sẩm vỡ được gậy, anh cuôn cút gánh hàng quên cả đói mệt. Cho đến khi va phải nông trường trẻ mới ngập lên. Thật lạ. Lần đầu tiên tới đây mà anh có cảm giác như thân quen gần gũi. Mấy bốn giờ chiều, đoán mọi người chưa hái trẻ về. Anh nhận nhơ trèo lên một quả đồi hóng gió nhìn ngắm toàn cảnh từ hôm lên đây đổi hàng anh chỉ quanh quẩn từ bản nọ sang bản kia tầm nhìn toàn hút phải trần nhà vách đá dốc suối tối tăm cả mặt mũi bây giờ ngồi trên điểm cao này nhìn ngắm toàn cảnh núi rừng khác nào anh đang được chiêu đãi một bữa tiệc mắt trời đất như mở toang ra tràn ngập nắng gió những dãy núi cao giãn ra xa nhường chỗ cho những đồi chè úp nghiêng vào chân núi những luống chè uốn lượn theo độ dốc bậc thang nối nhau dài tít tắp trông như một đàn ngựa vằn đang mải mê gặm cỏ nắng chiều được lọc qua màn sương khói răng mờ thành những tia nắng vàng nhạt nhẹ nhàng đậu xuống những búp chè đang hé mờ run rẩy đón nhận từng giọt nắng quý hiếm cuối ngày khu nhà của công nhân nông trường nằm gọn trên một quả đồi những dãy nhà lán lợp cỏ tranh vách nứa làm theo kiểu doanh trại quân đội nối tiếp nhau theo hàng dọc thẳng tắp sau vài giây cân nhắc anh huỳnh đỗ hàng ngay gần cổng làng phòng đầu của dãy nhà thứ nhất một cô gái chạc ngoài 30 tuổi bước ra vồn vã mời anh vào sau khi nghe anh đề nghị xin ngủ trọ cô tươi cười bảo các anh là bộ đội chúng em coi như người nhà anh cứ yên tâm ở đây bao nhiêu ngày cũng được rồi cô dục anh đi tắm. Cơm nước xong, chợt anh nghe thấy chín tiếng kèn. Cô chủ nhà thổi ngọn đèn dầu, thắp ngọn đèn bão, vặn to lên, tỏ ra là nhà có khách. Chín cô gái thanh niên sung phong lần lượt xuất hiện. Bộ đội mà gặp thanh niên sung phong sau bao năm sơ cách thì còn phải nói. Chuyện cứ nở như ngô giang, chuyện trường sơn, những trận bom khốc liệt, những mối tình giang dở những mẩu chuyện thật như bịa những trận cười ra nước mắt chuyện chán rồi lại hát đơn ca song ca rồi đồng ca hát chán rồi lại chuyện nói dai nói dài thành nói dài anh vô tình hỏi thăm tới chuyện gia đình chồng con của các cô không khí bỗng trầm hẳn xuống rồi im lặng có tiếng khóc sụt sịt anh lúng túng chưa biết làm thế nào thì tiếng khóc khác lại bật lên người thì úp mặt vào đầu gối người thì quay vào tường tất cả rung lên tức tưởi có người không chịu nổi khóc òa lên chạy ra ngoài rồi tất cả bưng mặt lần lượt chạy ra theo anh ấp úng thanh minh tôi vô tình không biết cô chủ nhà xua tay anh không có lỗi chúng em khóc như cơm bữa ấy mà anh mới đến không biết đấy thôi. Nói xong, cô im lặng một hồi lâu, cánh mũi phập phồng. Anh nghe rõ cả tiếng thở đứt quãng, tiếng kìm nén nhọc nhằn. Không khí căn phòng như nóng lên, căng ra. Anh vội tìm cách rút ngòi nổ. Nông trường của cô có bao nhiêu người? Không thấy tiếng trả lời, anh hỏi tiếp. Đội mình có 10 người à? Cô nuốt đánh ực một tiếng rồi nói. Cả nông trường chúng em, hơn 300 cô, toàn là thanh niên sung phong, phân thành từng tổ, tổ em có 13 người. Cô dừng lại như để lấy hơi. Đến lượt anh im lặng, anh chưa chuẩn bị được điều gì để hỏi. Hơn 300 cô gái từ chiến trường vào đây, nơi núi rừng vắng vẻ, tuổi cao, bệnh tật, cô đơn. Anh lúng túng không biết nói gì được im lặng. Giờ đến lượt cô muốn phá tan sự im lặng. ở đây rất hiếm đàn ông. chúng em đã giải quyết được ba cô có con rồi. Anh bất chợt bật cười vì cô nói rất tự nhiên, làm cho cô ngùng lại. Anh nghĩ thế nào về chúng em? Anh Huỳnh vội chống thẹn vì cái cười vô duyên của mình. Tôi rất hiểu và thương các cô, nhưng không biết làm thế nào được anh cứ nói thật lòng mình đi thương là thương thế nào bản thân tôi bây giờ ốc không mang nổi mình ốc cho nên rất khó nói chúng em chỉ cần tấm lòng và hành động thực tế thôi được rồi cứ biết thế sau này có điều kiện tôi sẽ giới thiệu câu nói của anh tưởng sẽ làm cho cô vui nào ngờ mặt cô đanh lại giọng run run chực khóc anh có thương thì nói là thương, mà không thì thôi, chứ đừng nói làm quà. Câu nói như chiếc soi quất vào người anh, vừa đau vừa oan. Từ lúc gặp các cô, những giọt nước mắt đã làm anh xe sắt cả ruột gan, sao lại dám nói là làm quà. Anh nổi cáu Cô không được phép nghĩ về tôi như thế. Cô cho tôi là người phải nhờ vả nên trụ mũ thế nào cũng được chứ gì đã vậy xin chào cô anh đùng đùng với đòn gánh xếp hàng vào quan để gánh đi cô gái vội giữ anh lại như giữ vật báu. ấy cho em xin lỗi vì đã hiểu sai về anh tôi không ngờ cô là nghĩ về tôi như thế bao nhiêu người đàn ông đến đây họ đều nói những câu đại loại như vậy xong lại mất hút họ không phải là lính và không được thấy cảnh vừa rồi như tôi thôi em xin lỗi xí xóa anh nhé cô cầm tay anh lắc mạnh. Cảm ơn anh. Hai người vui vẻ trở lại cùng ngồi vào ghế trò chuyện chân tình như người trong nhà. Anh Huỳnh dãy bày. Thật lòng tôi rất thương các cô. Nhưng không biết làm thế nào được. Tôi đã có vợ, có con, lại đang lâm vào cảnh nghèo túng. Cô chủ nhà ngẫm nghĩ một hồi lâu mới rụt rẻ. Em đề nghị với anh thế này. Không biết anh có nhiệt tình giúp chúng em không? Nói đến đây, cô ngập ngừng rồi im lặng. Anh sốt sáng dục Cô cứ nói ra, bất cứ việc gì nếu hợp với khả năng tôi không bao giờ từ chối. Cô chủ nhà mạnh dạn hẳn lên. Tất nhiên là hợp khả năng của anh mà không ảnh hưởng gì đến ai cả. Anh hàng hái. Thế thì cô nói ra đi, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Cô chủ nhà ngập ngừng bối rối một thoáng rồi nhỏ nhẹ. Chúng em muốn được làm mẹ. Anh Huỳnh sững sờ, chống ngực đập rộn lên, mặt nóng bừng, mồ hôi vã ra. Anh không ngờ mình lại gặp phải tình huống này. Anh luống cuống. Cái đó thì tôi... không. Nếu anh coi đây là một việc thiện, một sự cống hiến, thì chúng em được nhờ. Thế nhưng... không nhân gì cả. Anh không làm thì ai làm, chúng em có đưa anh vào chỗ chết đâu việc này có khó khăn gì nếu anh thực lòng thương chúng em là được nói rồi cô kéo tuột anh ra ngoài dắt đi dọc dãy nhà mười ba gian phòng thì có ba gian là tắt đèn đóng cửa im ỉm còn lại chín gian phòng chín ngọn đèn dầu leo lét chín cánh cửa khép hờ không cài thêm phập phồng rung theo từng cơn gió khe khẽ thổi qua Cả hai cùng dừng lại. Cô chủ nhà nắm chặt tay anh, còn tay kia vỗ nhẹ vào lưng, vẻ thân thiện. Anh đến phòng số 10 trước hộ em. Anh Huỳnh đứng như trời trồng, mồ hôi lại túa ra, không biết bắt đầu từ đâu. Vào phòng số 10, nói câu gì? Một tình huống trên trời rơi xuống, chưa được nghe ai kể, không có trong sách vở anh ngẩng lên trời cầu cứu hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh chẳng hiểu trời sao nói gì nhìn xung quanh toàn đêm tối mông lung lũ côn trùng cứ hồn nhiên dị rả dạ, dâm gian những cánh cửa vật vờ lay động anh chợt nhớ tới câu thành ngữ bỏ của chạy lấy người có phải nó được sinh ra từ hoàn cảnh tương tự như thế này hay sao mà nghe chí lý thế anh nghĩ tới những giọt nước mắt vẫn còn nóng hồi mà lòng nhói nhói, rưng rưng muốn khóc. Nước mắt của những con người rất đỗi yêu thương. Họ đã từng nếm trải trận mạc cùng anh. Nhưng cuộc đời lại thiệt thòi côi cút nơi rừng thẳm, Không gia đình, không con cái, tương lai mờ mịt. Anh tự đặt mình vào họ, đổi chỗ cho họ, mới thấy mình quá may mắn. Tự nhiên anh bình tĩnh trở lại, hăng hái hẳn lên, cái họ đang khao khát mong chờ thì anh đang có sẵn anh đủ sức làm cho mọi người có hạnh phúc được làm mẹ thế là anh tự tin bước vào nhưng khi vừa chạm tay vào cánh cửa tự nhiên chống ngực lại nổi lên anh dừng lại để thở ồ oh, lạ nhỉ có gì mà sợ anh lùi ra bụng bảo ra đứng ngoài cửa đã run thế này thì vào trong nhà còn làm ăn được gì hoàn đã hết run tính sau anh vẩn vơ nghĩ lan man tưởng tượng ra những đứa con không bố những bà mẹ nuôi con một mình mọi cái sinh ra từ sự thiếu hụt này ai dám chắc lọ không đòi hỏi gì thêm một người thì kín chín người thì hở chuyện anh có con trên này mà vỡ lở ra thì sao vợ anh sẽ điên dại vì bị phản bội họ hàng coi thường dân làng phỉ nhổ, tổ chức đảng kỷ luật. Tuy nhiên anh cảm thấy hoảng sợ. Thế mà lúc nãy không run, thì bây giờ đã nghĩ mà ghê. Đúng là điếc không sợ súng. Anh vùng dậy đi thẳng về phòng. Vơ vâng mở cửa, anh bỗng ngớ ra. Cả căn nhà thơm ngát hương. Cô chủ nhà mặc bộ đồ ngủ trắng, mỏng tang, mặt thoa nhẹ một lớp phấn, đôi môi phớt hồng, mái tóc buông dài suôn mượt, đôi mắt long lanh quyến rũ một cách kỳ lạ. Anh không tin ở mắt mình nữa. Dẫu sao lúc này cô có thay đổi mấy cũng vô nghĩa với anh. Cô chủ nhà vồn vã. Sao thế anh? Cô cho tôi xin lại cái nhà hàng. Tôi xin phép. Tôi phải về quê. Nóng ruột quá. Có khi ở nhà có chuyện gì. Lần sau tôi lên tôi sẽ cô chủ nhà ngăn lại, khoan đã, em không để anh đi nửa đêm thế này. cô ấn anh ngồi xuống, anh cứ ngồi đây, em biết tại sao rồi. anh không làm gì phải nói dối, hãy nói thẳng ra. có phải anh sợ bị lộ đúng không? anh yên tâm đi, em là người duy nhất biết địa chỉ của anh. chúng em sợ hơn anh, trà dại gì mà để lộ ra quê cha. để chúng đi tìm gặp phải nơi giàu sang đến nào còn muốn quay trở về nơi rừng hoang vắng này nếu mất con chúng em sẽ chết anh tin không cô ngừng lại giọng nghẹn ngào trực khóc đã có đứa định tự sát đấy chúng nó bảo chết bây giờ còn có đồng đội không có con về già ai nuôi chúng nó nói đúng đấy nhiều lúc em cũng muốn chết quách cho xong sống mà cô đơn tương lai bế tắc thì sống làm gì cô bừng mặt khóc. Trời ơi! Sao chúng tôi lại khổ thế này? Chỉ cần một đứa con mà quá nửa đầy người không được. Không biết kiếp trước tôi có tội gì đây? Cô đổ vật xuống giường. Anh bàng hoàng đứng chết lặng. Nếu không có con, thì cuộc sống của những người đàn bà này sẽ ra sao? Khi mà tuổi đã cao, sức đã cạn kiệt, thì lúc ấy thật là khủng khiếp anh cảm thấy xấu hổ về những suy nghĩ và việc làm của mình như cậu bé bắt lỗi vội vàng cởi quần áo dài của mình nằm xuống cạnh cô nói trong hơi thở gấp gáp anh biết rồi nín đi em thôi thôi anh có lỗi anh xin đền vừa nói anh vừa lật cô nằm ngửa rồi chồm đẻ lên nhưng thật bất ngờ hai tay cô không ôm lấy người anh mà lại đẩy anh ra. Tiếng cô dứt khoát như ra lệnh. Khoan đã. Sao? Anh thực lòng mà. Anh tình nguyện. Anh đến phòng số 10 giúp em. Sức khỏe chị ấy kém nhất. Chúng em đã sắp xếp theo thứ tự rồi. Em là người cuối cùng. Sao lại thế? Cô khẽ gật đầu. Những giọt nước mắt lăn dài ứa ra hai bên thái dương họ cần phải có con trước em không anh sẽ bắt đầu từ em vừa nói anh vừa cởi quần áo cô ra nhưng gặp phải bàn tay cự tuyệt cương quyết không được đâu anh nghe em đi thế còn em em là người cuối cùng không thể khác được sáng mai anh về rồi nếu vậy thì anh càng phải sang đấy có con chị ấy sẽ thắng được cái chết nếu anh cứ ở đây thì sao Em xấu hổ lắm Thanh minh thế nào được với mọi người Như một lò than đang bốc lửa Bị thau nước dội vào Anh Huỳnh trưng hừng Mềm sũng như bánh đa nhúng nước Lúc này Thì anh không thể đưa ra lý do gì Để từ chối lời yêu cầu Có tình có lý Mang đầy trách nhiệm và nhân đạo kia Anh lặng lẽ theo cô Sang phòng số 10 Vừa tới cô ao vào làm cho ngọn đèn trong nhà phụt tắt. Chị không cần phải thắp đèn, em đưa anh ấy sang ngủ nhờ. Được rồi, để anh ấy ở đây với chị, em cứ về đi, cảm ơn nhé. Cô tổ trưởng vừa đi khỏi. Trong bóng đêm, anh được một đôi bàn tay mềm mại, ưu yếm, dìu vào giường. Thân thể cô áp sát vào người anh. Mùi thơm của hương hoa, mùi xác thịt phụ nữ tiếng thở hồn hển của cả hai người. Hình ảnh cô tổ trưởng lại hiện lên trước mắt, làm cho cơ thể anh bỗng hồi sinh trở lại và bùng lên dữ dội. Anh trồm lên người cô, làm lại những động tác vừa làm xong lúc nãy. Thật bất ngờ anh được đón nhận với niềm khao khát dâng hiến. Về quê, anh bồn chồn bứt rứt không yên. Vợ anh không biết gì, thương chồng phải đi lại vất vả bàn đem bán một số đồ quý để chống đói anh không còn tạo được lý do gì để gặp lại các cô lần nào nữa đành chôn chặt trong lòng như gói một chiếc kim vào trong bọc làng bầu chức thủ chỉ được vài hôm tự nhiên chuyện thâm cung bí sử lại hiện lên trong cụ không nhận chức mà không có lý do thì không ổn bị mang tiếng là coi thường lệ làng họ hàng còn cháu cụ sẽ không chịu ông trưởng họ đã đến tận nhà nói như dán vào chán gia đình cụ được như thế này là do phúc ấm tổ tiên đây là danh dự dòng họ cụ không có quyền từ chối nếu nhận thì mắc tội với thanh hoàng vậy thì cụ phải nói điều bí mật này ra nhưng nói ra bây giờ thì có khác nào bôi mỡ vào người cho kiến đốt sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ ngoài sân con cháu cụ đã tập trung đông đủ chỉ còn anh con trai trưởng đi đón ông trưởng họ đến là bầu đàn nhà cụ đội lễ gia đình để cụ xin từ chức cho làng bầu người khác nếu cụ không đưa ra được lý do chính đáng thì cụ đang lo phải nhận chức gần tháng nay trong cảnh nước sôi lửa bỏng sống giờ chết giờ này cho đến bây giờ thì đã kịch tới chân tường ông trưởng họ cũng vừa đến ông bảo cụ không nhận chức mới đến lượt người ta cho đến lúc này, quyền vẫn ở trong tay cụ. Tôi đang chờ xem cụ trách làng hay làng trách cụ đây. Đã đến giờ mở cửa đình rồi đấy. Xin chào cụ, tôi gia đình trước đây. Ông trưởng họ đi rồi. Tiếng trống mở cửa đình thùng thùng vang lên ngạo nghễ. Anh con trai trưởng lập cập chạy vào. Ông ơi, đến giờ thìn rồi. Cụ Huỳnh đan mười ngón tay vào nhau, đi lại chậm chậm trong nhà. Đầu hơi cúi xuống, đôi lông mày trao lại lúc thì bập môi, khi thì khẽ gật đầu như đang tính toán, quyết đáp một việc hệ trọng lắm. Ngoài sân, con cháu cụ đang tề tự sau mâm lễ. Mặt trời đã lên quá đầu ngọn tre. Nắng xuân mới mẻ tinh khôi đang nhún nhảy theo nhịp trống, tung tẩy hòa vào làn gió tràn xuống sân, ảo vào trong nhà. Những tia nắng tươi tắn hồn nhiên đậu vào người cụ, chạm vào những nét hoa văn rát màu vàng bạc trên áo những sợi kim tuyến trên mũ áo và đôi hia lóe sáng lấp lánh long lanh lúc này trông cụ mới thực sự giống vị quan đại thần đạo mạo uy nghiêm anh con trai trưởng không dám hỏi gì thêm lặng lẽ lùi ra sân bạn vừa nghe chuyện ngắn từ trước của tác giả Đinh Văn Y. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên văn học Lâm Huy Nhuận về chuyện ngắn này. Từ trước, cái tên ngắn gọn của chuyện đã gợi trí tò mò của người đọc về những buồn vui thế thái nhân tình. Quả vậy, sau những cuộc tranh luận thầm lặng mà nảy lửa với ký ức hoài niệm xưa, với chính cái bóng của mình, với những phiên bản của mình, Ông Huỳnh mới trở về đúng nghĩa một người biết trong cái gần gũi mà mênh mông vô tận của đạo người. Chuyện ngắn từ trước mở ra những năm tháng hăng hái sôi nổi của chàng trai tên là Huỳnh, để ta phải giật mình lúng túng trước tình huống khó xử khi cả chín cánh cửa phòng con gái nông trường với khát khao làm mẹ đang phập phòng chờ đợi chàng. Kịch tính đầy tình người được đẩy lên cực điểm khi chính cô gái đưa anh vào sự sợ hãi thích thú rất người ấy, lại tình nguyện làm người cuối cùng được thực hiện ước mơ làm mẹ. Với người phụ nữ, cái khao khát lớn nhất là được làm mẹ. Đó là bản năng, là trách nhiệm của họ với cuộc sống này. Hành động của ông Huỳnh khi ấy không đơn thuần là để thỏa mãn phần dục tính nữa. Nó đang nghiêng hẳn về phía trách nhiệm và tình người những rào cản về quan niệm xã hội, về đạo đức gia đình, về sự trung thủy trong tình cảm vợ chồng khi ấy chỉ còn là những khái niệm sơ cứng, chúng mẫu mực quá, khuôn thước quá nên đôi khi đã làm mất đi cái mềm mại, cái nhu thuận của chữ đạo và thật buồn hơn khi xã hội hôm nay luôn đặt những chuẩn mực mang tính giáo điều ấy để đánh giá bình phẩm về nhân cách của con người quyết định từ trước thủ chỉ của ông Huỳnh là sự trở về với đạo. Để khi kết thúc chuyện, hình ảnh của cụ Huỳnh hiện lên như một vị đại thần đạo mạo uy nghiêm và những ánh mắt âm áp tình người được cách điệu thành những tia nắng của mùa xuân lấp lánh đậu trên người cụ. Đinh Văn Y là một tác giả miền Kinh Bắc yêu việc sáng tác thơ với chuyện ngắn từ trước có lẽ là một trong những lần ít ỏi của cảm xúc để anh lấn sân đá trái tuyến với khả năng của mình nhưng có khi chính những phút trái tuyến ấy mới làm nên ấn tượng không gian của văn chương là vậy nó luôn tiềm ẩn những bất ngờ từ chức chuyện có trường liên tưởng rộng cho người đọc người nghe các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn chuyện ngắn căn phòng sáng đèn của nhà văn nguyễn đức thiện mời các bạn theo dõi qua giọng đọc hùng sơn huệ nặng nhọc đẩy chiếc xe vào nhà trong nhà không có ai đứa con gái lớn chắc chưa đi học về còn anh ấy chắc giờ này đang tá túc vào đâu đó tá túc vào đâu đó Huệ đâu có lạ gì nơi anh tá túc. Một căn nhà ở góc công viên. Công viên ấy thuộc quyền quản lý của anh. Ở đó có một người đàn bà. Người đàn bà nhỏ bé chẳng xinh xắn gì. Ít nhất thì cũng thua chị ở cái nước da, ở cái dáng cao giáo khỏe mạnh. Nhưng sao anh ấy lại bị hấp dẫn bởi người đàn bà đó chứ? Chiếc xe thiếu chút nữa thì lật ngang khi bỗng cán vào một chiếc giày của cô con gái ném ngoài cửa huệ giật mình lấy lại thăng bằng và hình ảnh người đàn bà kia bị biến mất trong suy nghĩ của chị nhưng chỉ trong phút chốc thôi mấy năm nay rồi hàng ngày cái người đàn bà vô cớ xen vào giữa gia đình chị khiến chị lúc nào cũng bực bội khó chịu muốn đuổi chị ta ra khỏi đầu óc mình nhưng không được hình ảnh chị ta cứ dính vào suy nghĩ chị chị vào bếp. Cái bếp nguội tanh, chén dĩa nằm ngay ngắn trên giá. Những cái nồi treo trên những cái móc trên tường. Chiếc bếp gà sạch bóng, rồi giá úp gọn gàng dưới cái kệ. Một sự gọn gàng đến ngứa mắt. Giá đời sống của con người cũng gọn gàng như thế thì tốt biết mấy. Hình bóng người đàn bà kia lại chen vào suy nghĩ của chị. Chỉ là một cô làm lao công cho một cơ quan không gia đình họ hàng và sống trong một cái phòng nhỏ ngoài khu bảo vệ của công viên khi nghe anh ấy có quan hệ với người đàn bà kia huệ đã không tin nhưng rồi một hôm người ta báo cho chị biết anh bị người trong cơ quan phát hiện ở cùng phòng với người đàn bà kia vào lúc đêm khuya phòng bảo vệ cơ quan phải mời anh trở về đúng vị trí của mình hôm ấy anh báo với chị là đi công tác xa đêm không về chẳng ai chính thức báo tin đó với chị. Nhưng ở đời, chỉ cần người thứ ba biết, coi như cả thế giới này, ai cũng biết. Chuyện rồi cũng đến tai chị. Chị không tin cũng không được. Chị đã tìm gặp chị ta. Hai người đàn bà lặng lẽ ngồi bên nhau. Chị ở thế thượng phong có quyền xì vả người đàn bà kia bằng tất cả những lời lẽ của một người đàn bà tranh chua. Nhưng chị không thể nói được, không thể làm gì được chị là một thẩm phán mà đã ngồi ở ghế thẩm phán thì không thể nói lời trợ búa. Còn người đàn bà kia không hề chối, lặng lẽ chờ chị phán xử. Chị có biết chị đang vi phạm luật hôn nhân gia đình, vi phạm quy định một vợ một chồng không? Một câu hỏi đáng ra chỉ có thể hỏi ở phiên tòa, nhưng chị biết hỏi gì được vào lúc này. Người đàn bà kia ngồi ra vẻ một người biết lỗi mặt cúi xuống hai tay kẹp lại giữa đùi nghe chị hỏi khẽ ngước đầu lên dạ em chưa có chồng mà nhưng chị phải biết là anh ấy có vợ dạ biết em sợ phải là anh ấy chớ như em có gì phải sợ anh ấy không sợ anh ấy đến chị bảo làm sao em từ chối mà em đã từ chối rồi tại chỗ này nè em đã đuổi anh ấy đi nhưng không được. Những tiếng về sau của chị ta thật khẽ. Hình như người đàn bà ấy đang cố giữ để không xúc phạm Huệ. Huệ hỏi. Chị có cần tôi ly hôn với anh ấy không? Để chị mãi có nháy. Đừng, đừng chị ơi, chị đừng ly hôn. Anh thương chị nhiều lắm. Thương mà như thế này sao? Huệ bỗng lớn giọng. Thật mà chị. Người đàn bà bỗng rơm rớm nước mắt ai mà không muốn có một người đàn ông của riêng mình tuổi em chị xem liệu có thể có được như thế không nhưng em không thể giành anh ấy của chị được nằm bên em mà anh toàn nói chuyện về chị và cháu em biết thân phận em mà một chút rơi rớt thôi huệ bỗng thấy thương huệ không biết có bao nhiêu người đã từng khóc từng cười từng giận dữ họ đến gặp chị vào giờ làm việc của nhà nước một đàn ông một đàn bà có khi thêm một hai đứa con họ kể đủ mọi thứ chuyện cho chị nghe vợ thế này chồng thế kia cuối cùng chỉ mong chị phán một lời chấp thuận cho ly hôn đã bao nhiêu lần chị đã phán một trăm hay một ngàn lần không nhớ nhưng chỉ nhớ một điều sau mỗi lần phán xử là mỗi lần chỉ có cảm giác bâng khuâng sau đó. Ô hay, người đâu đâu, khi không gặp nhau mà chi, để thương nhau, để âu yếm vuốt ve, để sinh con đẻ cái. Rồi bỗng nhiên hẳn học, nhìn nhau như những kẻ thù. Pháp luật chứng kiến, để họ thương, để âu yếm. Rồi cũng chính pháp luật, lại phải chứng kiến cảnh họ chia tay nhau. Không thiếu gì những lần, Huệ thấy, hoặc người đàn ông, hoặc người đàn bà sau phiên tòa uể oải đứng dậy hai mắt buồn rười rượi nhìn theo người đã từng gắn bó với mình đi khuất dần sau cánh cửa phòng xử án cũng không thiếu gì những lần chị chứng kiến hoặc là người đàn ông hoặc là người đàn bà gục ngay xuống chiếc bàn trước mặt khóc tức tưởi như bị oan trái những lúc như thế chị cũng thấy mệt mỏi vô cùng một chút rơi rớt thôi một chút rơi rớt thôi ư huệ muốn bắn vào mặt người đàn bà kia rằng chị có biết một chút rơi rớt mà chị lấy đi nó quan trọng đến thế nào không nó có thể làm tan nát cả một gia đình vốn đầm ấm như gia đình tôi đó chị có biết hay không nhưng huệ không thể số phận em không được như chị người đàn bà kia tiếp học hành thì không đến nơi đến chốn chỉ còn cách đi làm công kiếm sống thôi. Phận người đàn bà, ai mà chẳng muốn có chồng có con, thì em cũng có chồng đó. Vâng, em có chồng thực mà. Méo mó, vẹo vọ gì thì cũng là chồng. Ông hơn em tới 20 tuổi. Vợ ông đã chết, mấy đứa con đã lớn. Em không bằng đứa... Em không bằng tuổi đứa con út của ông những đứa con ông khinh bạc em cũng không sao vì em chót thương ông và ăn ở với ông rồi nhờ ông mà em có công ăn việc làm ở đây ông về hưu từ cơ quan này nhưng khốn nạn cho số phận của em ông sống với em chưa đầy năm thì ngày đưa ông ra cái địa em khóc thương ông thì ít mà khóc thương mình thì nhiều sao ông trời ăn ở bất công đến như thế người ta ai cũng như đũa có đôi mà sao em cứ phải một mình em một thân một mình cho đến ngày gặp anh ấy cùng một cơ quan ngày ngày va chạm em không giữ được mình em không muốn cướp đoạt anh ấy của chị đâu không không bao giờ em có ý nghĩ đó em biết có những người đàn bà khi chiếm đoạt được người đàn ông thì muốn chiếm đoạt để sở hữu riêng mình nhưng như thế công bằng với người này lại bất công với người khác em không muốn mình cũng giống như những người đàn bà như thế em lại càng không muốn làm gia đình chị bị sứt mẻ huệ một lần nữa lại nóng mặt gay gắt không sứt mẻ ư làm sao mà không sứt mẻ được hai người đàn bà chia tay nhau trong im lặng không có chuyện gì để mà nói một người đàn ông thôi mà có gì đáng để mà nói đâu huệ không nói vì không muốn đi đến một kết cục như bao nhiêu cặp vợ chồng khác không lẽ phải mời một đồng nghiệp giúp mình làm cái việc mà mình đã từng làm với những vợ chồng khác gặp người đàn bà kia rồi lẽ ra huệ phải thanh thản lắm nhưng ngược lại mọi chuyện bắt đầu rối tinh lên về nhà gặp chồng huệ không thể đối xử như ngày xưa huệ cố tình coi như chuyện kia không có nhưng càng cố tình thì bụng dạ càng ấm ức còn chồng huệ Bắt đầu thì lo lắng về chuyện vụng trộm của mình. Sau thấy vợ không hề đề đà động. Sau thấy vợ không hề đà động đến chuyện đó, thì từ lo lắng chuyển thành mặc cảm. Càng, càng sau, cuộc sống càng trở nên khó chịu hơn. Nhiều khi ngồi với nhau mà những câu chuyện nói ra giống như những lời nói dối, giống như diễn viên kịch không thuộc lời thoại. Cả hai người cùng tránh không muốn nói đến chuyện đó, nhưng càng tránh thì lại càng phải nghĩ đến. Cuối cùng là căn nhà vắng lặng như hôm nay. Hai người cố tình tìm cách tránh mặt nhau, hoặc ít nhất khi có mặt nhau cũng phải có đứa con ở giữa. Nổi cơm chín, Huệ lấy ra một cái tô, xúc vào đấy lưng trường tô. Lấy cái hột gà, đổ vào một chút nước mắm, chút bột ngọt, bắt cái chảo lên bếp, dế một chút dầu ăn, đổ trứng vào. Nghe xem một cái, Huệ bắt ra ngay và chút cả miếng trứng vào tô cơm. Thế là xong một bữa. Người ta làm lụng cả đời cũng loanh quanh ba cái chuyện ăn, mặc, ở và những thú vui. Ăn cũng chẳng bao nhiêu, mặc đủ ấm thân là được, còn thú vui. Bây giờ tất cả những thú vui được cung cấp đến tận nhà. Phim, ảnh, tuồng, trèo, cải lương thậm chí cả phim kích thích làm chuyện vợ chồng cũng có ở trong nhà luôn xã hội càng văn minh thì như con người càng bị co hẹp lại thì phải cái gì cũng có thể mang về nhà mà thưởng thức nhưng huệ là đàn bà huệ còn có một cái nữa rất cần nhất là vào cái tuổi hồi xuân như bây giờ bỗng nhiên nguội lạnh tất cả anh chị em cùng cơ quan khen rằng dạo này huệ mới xứng là một thẩm phán gương mặt cương nghị gần giống như đàn ông. Khác với Huệ ngày xưa, một xuyên thầm đậm đà trên một gương mặt lúc nào cũng nhẹ nhõm. Cười ít thôi, nhưng nụ cười bao giờ cũng có thể giải tỏa được một chuyện gì đó với người đối diện. Mái tóc rất dài của Huệ thường phải búi lên cho cao khi đến cơ quan làm việc. Ngay cả khi ngồi xét xử, Huệ cũng khác trước, điềm tĩnh, lạnh lùng. Mỗi lời như một câu ngắn gọn, đủ để rõ ý mình và cũng đủ để người đối diện hiểu những gì cần thiết. Vừa nâng tô cơm lên thì nghe tiếng gọi ngoài cửa. Chị Huệ, chị Huệ có nhà không? Chị Huệ. Có, ai đó? Tôi nè. Huệ nhận ra ngay người khách. Đó là một người đàn bà luống tuổi, mái tóc bạc đã được nhuộm kỹ, nhưng vẫn không giống được những chân tóc trắng ở sát da đầu vẫn còn khỏe mạnh với những bước chân vững chãi bước đi bị xô lệch vì một bên vai nghiêng đi hai tay hình như dài hơn người ta nên cứ như bơi bơi trong khoảng không một gương mặt trầm tĩnh phảng phất nét bạo dạn tự nhiên của thầy con gái huệ mời chị lên đó hà mời chị vào nhà huệ hơi bị bất ngờ trước sự xuất hiện của liên họ mới gặp nhau lúc chiều tại phòng dự án chỉ có hai người lúc đó không có người đàn ông giống như những cuộc xử lý hôn vắng mặt nhưng chỉ khác người thứ ba người đàn ông hiện diện ở đó bằng những chữ ký vào tất cả những trang hồ sơ cần ký nên giữa huệ và liên không phải nói gì nhiều với nhau huệ yêu cầu liên xem xét lại tất cả những văn bản mà chồng liên đã ký sau mấy câu vâng dạ và gật đầu thế là xong hay có chuyện gì còn vướng mắc mà liên đến đây Huệ hỏi. Còn vấn đề gì nữa chị Liên? Ở phiên tòa? Không. Chuyện ở tòa xong rồi. Tôi đến đây chỉ để nói vài chuyện mà ở tòa không thể nói thôi. Vâng. Liên cười khẽ. Chắc cô ngạc nhiên khi thấy tôi trẻ thì không ly hôn. Bây giờ già trên năm chục tuổi còn bày đặt ly hôn phải không? Dạ không. Ở trên đời này chuyện gì mà không có. Em chỉ lạ là Sao chuyện ly hôn của chị nó nhẹ nhàng đến thế? Một lần gửi đơn, một cú điện thoại, thế là xong. Em chưa từng thấy cặp vợ chồng nào ly hôn mà không có chuyện đôi co ở tòa. Không vì con thì vì của, người này trách móc người kia, lời nặng tiếng nhẹ. Còn chị thì không? Liền thở dài. Mười bảy, mười tám năm suy nghĩ rồi còn gì nữa cô Huệ. Từ ngày anh ấy bỏ ra đi. Anh bỏ ra đi? Nhưng sao lại bỏ đi? Nói thế nào cũng đúng. Anh ấy bỏ đi hay ảnh chuyển công tác. Sao cũng đúng cả, cô Huệ. Tôi với anh ấy có thời gian gần 8 năm gần gũi nhau. Nhưng thực sự chung sống chắc không đầy một năm. Ít lắm. Bắt đầu từ những đứa con cô à. Ừ. Chỉ có một đứa con thôi mà. Ba đứa. Ba. Đúng đó, ba đứa. Hai đứa chết rồi. Một đứa hai tuổi một đứa một tuổi. Giọng liên nghẹn lại, khóe mắt long lanh. Người ta thường bảo, chết cha, chết mẹ, buồn một thời gian. Chết vợ, chết chồng, buồn đến khi lấy chồng, vợ khác. Còn chết con, buồn thiên thu. Có lẽ thế chăng? Nhưng... Cô muốn hỏi vì sao chúng chết phải không? Cả hai đứa cùng một thứ bảy. Lúc sinh ra, đứa nào cũng tươi tắn, xinh xắn. Vài tháng thôi bắt đầu thấy chuyện khác thường chúng muốn lật mà không lật được thêm vài tháng nữa chúng tôi thấy tất cả những khớp xương đều cứng lại hình như ở những khớp xương ấy không có những ổ xoay như những đứa trẻ khác thì phải chúng không biết nói không biết cười chỉ khóc lâu lâu lại khóc những tiếng khóc tức tưởi ngằn ngặt hình như chúng trách chúng tôi vì sao lại sinh ra chúng trên đời thì phải rồi da chúng đỏ rực lên những chỗ đỏ như thế sau này dày lên cứng như những miếng bánh đa nướng cháy vậy đủ mọi thứ thuốc anh là người vất vả nhất ngày đầu có thầy chữa được bệnh loạn đó ảnh đi ra bắc vào nam hết tiền hết bạc vì con nhiều khi bỏ hết công việc vì những chuyến đi tìm thuốc cho con nhưng vô vọng đứa thứ nhất chết ở bệnh viện gia liễu sài gòn đứa thứ hai chết ở bệnh viện tỉnh hai đứa con cướp mất gần ba năm của chúng tôi vì ở bệnh viện tiễn biệt những đứa con xong chúng tôi mệt mỏi vô vọng ngày ấy các bác sĩ cứ hỏi tôi anh ấy có đi kháng chiến trong rừng không có ngày nào sống ở sài gòn không anh ấy là bộ đội mà anh ấy gặp tôi trong một chuyến đi phép ở nhà một người bạn anh ấy tình yêu đến với chúng tôi nhanh lắm một tháng phép sau đó là một năm chờ đợi và đám cưới anh ấy chuyển ngành tưởng thế là đủ ai rè những đứa con khốn khổ làm dạn nứt tình cảm của chúng tôi nghe tôi nhắc lại chuyện các bác sĩ hỏi anh hỏi lại thế thì sao thì ở đó là trung tâm của những bệnh xã hội tôi đã trả lời anh như vậy anh đứng dậy đi thẳng đàn ông họ vậy sao cô huệ dễ tự ái vậy sao sau này tôi mới biết không phải là như vậy anh ấy mặc cảm không muốn gần gũi tôi nữa sau ngày anh ấy ra đi, có lúc gặp lại anh ấy bảo. Hễ mỗi lần muốn làm chồng tôi, là anh ấy nghĩ tôi đang lo anh đổ bệnh cho tôi. Thế là anh ấy lại tìm cách xa lánh tôi. Nhưng anh là đàn ông mà, quanh anh có bao nhiêu là đàn bà. Có lần tôi và một cô bạn đã sách dao đi kiếm anh. Anh ở trong nhà một người đàn bà, cả một toán người với súng ống trong tay bao vây căn nhà. Anh bị bắt người ta nhốt anh trong một căn phòng suốt một đêm sáng hôm sau lẽ ra tôi nên đến thăm anh nhưng tôi bỏ mặc căm hận lắm phải không cô chồng mình mà sao chồng mình lại có thể ăn nằm với người khác chứ ngay chiều hôm sau anh ấy về nhà anh về say khướt hình như anh ấy mới tắm rượu chứ không phải là uống nữa anh ấy chỉ vào mặt tôi nói bệnh tật hà giang mai hay lậu không biết tôi muốn biết tôi bệnh gì em có cho tôi biết được không không vậy thì tôi kiếm người khác để xem bệnh tôi có thật hay không sao anh không đi gặp bác sĩ tôi dại dột lên tiếng bác sĩ hà mù hết rồi mù hết cả rồi em biết không thế rồi anh ấy lại ngật ngưỡng ra đi thời gian sau thì anh đi hẳn thì ra trong những ngày sống xa nhau ấy anh đã chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa anh ấy gửi cho tôi một lá thư lá thư thật ngắn nên tôi đã thuộc lòng. Chán trường đã làm tôi hư hỏng. Tôi không còn là tôi nữa. Còn ở lại đây, tôi sẽ còn hư hỏng. Tôi phải đi thật xa để chôn vùi những ngày tháng này của tôi. Em khỏi phải nhớ đến tôi. Ngay sau khi tôi đi, em có thể lấy chồng. Một người chồng trong sáng hơn tôi. Em hiểu cho tôi, tôi đã gây ra tội lỗi. Hai đứa con chết là do tôi. Nhưng em có một sự hiểu lầm tôi mà là người chắc táng chỉ sau khi tôi bị cái án độc địa kia tôi mới hư hỏng tôi kiếm những người đàn bà khác để chứng minh tôi không bệnh tật sai lầm sai lầm quá đáng phải không em yên tâm khi nào ổn định cuộc sống tôi sẽ cùng lo cho bé hằng con của chúng ta thú thực khi nhận được lá thư của anh ấy tôi mới quáng quạng đi tìm anh nghe nói anh ở dưới cơ quan nhưng khi xuống cơ quan tôi mới hay tin rằng anh ấy đã đi rồi bốn năm sau tôi mới nhận được tin của anh. Nhưng một tin làm tôi thất vọng. Anh đã lấy vợ. Một người vợ quê ở tận cùng phía Nam. Khổ tâm lắm cô hội ơi. Nhưng chẳng làm được gì. Ngày ấy tôi cũng đã tính nhờ đến pháp luật. Nhưng pháp luật nào có thể kéo anh ấy về với tôi được. Hôm làm đám cưới cho cháu Hằng, nghĩ anh không thể nào về được. Ai rẻ anh ấy về. Đám cưới bỗng tăng vọt số người dự. Toàn bạn anh ấy anh ấy chẳng có một cái thiệp mời nào hết vậy mà chỉ cần những cú điện thoại không thấy thiếu mặt ai tôi mới nhận ra một điều rằng cho đến lúc này hình như tôi vẫn chẳng hiểu anh bao nhiêu đám cưới xong anh hỏi tôi em định sống thế nào một mình trong căn nhà thế này sao thế anh muốn em thế nào tôi hỏi anh ấy như thế đấy cô huệ ạ à. tôi còn hỏi thêm ngày xưa anh vẫn khuyên em đi lấy chồng còn bây giờ sao vẫn vậy anh đã trả lời một câu chắc như vậy đó thì anh làm giấy tờ cho em đi ly hôn ấy tưởng anh ấy đắn đo ai rẻ anh nói ngay được vài ngày nữa tôi sẽ chuyển đơn ra cho em không lẽ anh ấy không còn một chút nào thương tôi hay sao cô huệ liên nói như hấp hơi hình như chị không muốn bị ngắt lời huệ ngồi lắng nghe kiên nhẫn mười bảy mười tám năm người đàn bà này nuôi con một mình có chồng mà như không có huệ nghe và hình dung ra tất cả những dằn vặt trong người đàn bà ngồi trước mặt thì ra đời còn nhiều chuyện rắc rối hơn huệ tưởng nhiều đâu có giống như những cuộc xét xử trên tòa ở đó người ta chỉ có thể trả lời những câu thật ngắn gọn rồi pháp luật sắp xếp trật tự lại và bắt họ phải thực hiện những gì mà tòa phán xét liên như đã chút xong hết mọi tâm sự chị đứng dậy thôi tôi về cô huệ những chuyện như tôi vừa nói chẳng thể nói với ai được nói được với cô tôi nhẹ nhõm cả người liên dừng lại một lát rồi nói tiếp tháng sau tôi lấy chồng cô xuống dự với tôi nghe chị lấy chồng cô bảo chị già rồi phải không đúng là già rồi thực già rồi mới thấy cần cho mình một chỗ dựa dẫu sao thì tôi cũng là đàn bà. Liên khuất dần sau dặn rào dâm bụt, còn lại một mình Huệ bất giác buồn. Sao người ta giải quyết chuyện nhà dễ dàng như thế, còn chị cứ quẩn quanh nghĩ ngợi. Cái gì cũng lấp lừng, không đầu, không cuối. Giá như khóc được, giá như xỉ vải chồng được, giá như cào xé cô nhân tình của chồng được, giá như cả trăm cái giá như... Huệ nhìn sang, thấy tô cơm đã nguội, miếng trứng chiên đã khô lại. Huệ không còn muốn ăn nữa, miệng chị tự nhiên đặt ghét. Căn nhà bỗng sao rộng rãi và yên lặng quá. Chị cầm lấy bộ điều khiển để mở chiếc tivi. Nhưng mở để mà làm gì? Quá mù ra mưa. Có thực đã quá mù ra mưa không? Không lẽ chị lại mất anh một cách dễ dàng như vậy sao? Chị đứng phát dậy chạy ra xe, nhất định phải kiếm anh ấy về nhưng chị lại bỗng nhớ ra lâu nay chị đâu có hỏi anh đi đâu chị chỉ đinh ninh một điều giờ này nhất định anh đang ở đó trong ngôi nhà góc công viên ba chị không thể đến đó được chị chạy vào nhà lật tung cuốn sổ điện thoại tìm kiếm cuối cùng thì con số chị cần tìm cũng có chị bấm máy tiếng chuông từ đầu dây bên kia vang lên từng chập từng chập không ai nhắc máy chị hạ xuống bản thẳng một lát sau chị bấm lại Lần này thì có một người thưa Chị nhận ra ngay giọng người ấy Tôi đây Cô chuyên phải không Anh Phong Không Anh Phong không có ở đây Chị Huệ ơi Không có Chị không tin em sao Anh Phong không có ở đây thiệt mà Sau lần chị đến đây Anh không đến chỗ em nữa Nhưng em biết anh ấy đang ở ngoài cơ quan đó chị Ngoài cơ quan Anh ở đó Trở đến khuya mới về nhà. Trời đất, cô chuyên này, tôi hỏi thiệt cô. Chị đừng hỏi em gì hết, chị Huệ. Một chút buông thả thế thôi. Em không muốn những chuyện rắc rối cho em, cho chị, cho anh ấy. Nhưng có một điều em phải nói để chị biết. Anh thương chị nhiều lắm. Chưa bao giờ anh nói anh sẽ xa chị. Nhưng có điều... Sao? Có điều anh biểu chị nhiễm bệnh nghề nghiệp nặng anh ấy rất sợ sự lạnh lùng chị biết không thật thế sao huệ muốn hỏi người đàn bà kia một câu như thế chị bỗng nhớ đến ổ bánh mì khô khan của đứa con chị bỗng nhớ đến cái bếp gọn gàng đến phát ghét nhà chỉ có ba người lâu nay chị thấy chẳng cần thiết phải bận rộn bếp núc công việc ngập đầu mà bỗng nhớ đến những vụ án chị cũng bỗng nhớ đến những chuyện chị chưa hề biết đến cơ quan của anh nếu có chuyện gì anh dù chị đến cơ quan thì chị tránh né các bạn vừa nghe chuyện ngắn căn phòng sáng đèn của nhà văn nguyễn đức thiện sau đây là cảm nhận của biên tập viên chương trình đề tài chuyện ngắn căn phòng sáng đèn không mới nội dung kiểu này đã được nhiều cây bút khai thác. Khác chăng ở tác phẩm này, nhà văn tập trung phân tích tâm lý và lý giải nguyên nhân vì sao nhân vật lại rơi vào tình cảnh đó, cách giải quyết ra sao để vượt qua quãng đời sóng gió, tìm lại hạnh phúc và sự bình yên trong ngôi nhà của mình. Nhân vật chính là Huệ, bỗng rơi vào một tình huống khó xử. Chị phát hiện chồng mình ngoại tình. Dù Huệ là thẩm phán đã ngồi ở tòa xét xử rất nhiều vụ, trong đó có những vụ ly hôn, nhưng chị không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh chớ trêu. Bằng nghiệp vụ của một thẩm phán giàu kinh nghiệm, chị đã điều tra vụ việc theo cách của mình. Qua câu chuyện của người đàn bà là tình nhân của chồng, mà người đàn bà này kém xa chị về mọi phương diện, chỉ là người làm tạp vụ ở cơ quan chồng, chị mới giật mình vì sao lại để người thứ ba xen vào tổ ấm? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Lời người xưa thấm thía với người vợ thẩm phán. Thêm nữa, câu chuyện của Liên, một người đàn bà trong vụ ly hôn mà Huệ đã thụ lý xử án, đã tác động đến chị. Ý nghĩa rút ra từ tác phẩm. Hãy biết quan tâm tới nhau từ những việc làm nhỏ nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình hình ảnh căn bếp lạnh vắng trong căn nhà của thẩm phán huệ trở đi trở lại đã nói lên nhiều điều về sự dạn vỡ tổ ấm sự điềm tĩnh có khi lạnh lùng của huệ chỉ phù hợp nơi công sở căn bệnh nghề nghiệp ám vào huệ thì việc gia đình lủng cùng và có người thứ ba xem vào cũng là điều khó tránh khỏi dù rằng đó chỉ là một chút rơi rớt nhưng nếu không tự nhìn lại cách hành xử thì chút rơi rớt đó có thể biến thành bão tố lúc nào không hay và tổ ấm liệu có trụ nổi trước cơn bão như vậy nhà văn nguyễn đức thiện một lần nữa khai thác đề tài không mới này văn phòng có nghề nhưng đôi chỗ các tình tiết giàn trải tạo cảm giác sắp đặt bố trí hơi lộ